Chiều ngày 3 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người quyền Thời Sơn triển khai công tác phòng chống bệnh sốt xuất số huyết tay chân miệng trên địa bàn quyền. Tính đến cuối tháng 5 năm 2022, quyền Thoại Sơn ghi nhận 358 ca mắc sốt xuất số huyết, tăng 315 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có một số xã có số ca mắc cao như thị trấn Núi Sập, xã Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 55 ca, giảm 100 ca so với cùng kỳ. Thời gian qua, Trung tâm y tế đã tham mưu với ban nhân dân quyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhưng dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm vì mùa mưa đã vào cao điểm. Trước tình hình diễn biến phức tạp, các ngành chuyên môn và các địa phương đã đề xuất rất nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số ca mắc và số ca tử vong do sốt xuất huyết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, yêu cầu các ngành đoàn thể huyện ủy ban nhân dân xã thị trấn quyết tâm thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết để kéo giảm số ca mắc sốt xuất số huyết trong thời gian tới phối hợp các lực lượng thực hiện nghiêm hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là tại các nơi có ổ dịch phổ biến đến học sinh và phụ huynh về tăng cường các biện pháp phòng bệnh trung tâm y tế hướng dẫn trạm y tế mua quá chất phun xịt mũi